Quang Hải tập riêng cùng bác sĩ trước trận siêu cúp với thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ của Liên bang Hà Nội không tham gia đá đối kháng cùng đồng đội, mà chỉ chạy khởi động và tập phục hồi dưới sự giám sát của bác sĩ. Hùng Dũng, điểm yếu của Công Phượng là đôi khi hơi dườm già cầu thủ của Liên bang Hà Nội cho rằng Công Phượng là tiền đạo nguy hiểm trong vùng cấm, song đôi lúc lại có những pha xử lý hơi dườm già và tự tin thái quá. Chiều 27 tháng 2, Liên bang Hà Nội có buổi tập trên sân vận động hàng đẫy. Để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 với thành phố Hồ Chí Minh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có mặt tại buổi tập nhưng không tham gia cùng đồng đội mà chạy khởi động nhẹ với bác sĩ Vũ Thành Luân. Sau phần chạy khởi động, Quang Hải đứng tại chỗ thả lỏng trong khi các đồng đội bước vào bài tập phối hợp với bóng, người hâm mộ đang mong đợi màn so tài giữa Quang Hải và Nguyễn Công Phượng trên sân vận động Thống Nhất chiều 29 tháng 2. Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Trước đó, Liên bang Hà Nội đã có hai trận đá tập với Viettel. Sau hai lượt trận, đôi bên bất phân thắng bại với tổng tỷ số 2, 2. Quang Hải chủ yếu chỉ chạy vòng quanh sân mà không tham gia các bài tập với bóng cùng đồng đội ở trận lượt đi gặp Viettel hôm 19 tháng 2. Số 19 của Liên bang Hà Nội không thi đấu phút nào do gặp vấn đề bắp đùi, tuy nhiên, anh đá chính ngay từ đầu trong trận lượt về sau đó 3 ngày. Có khả năng huấn luyện NV Chu Đình Nghiêm muốn giữ chân cậu học trò trước trận đấu quyết định đầu tiên của mùa giải mới. Trong những lần trả lời báo chí gần đây, chiến lược gia người Thanh Hóa thường xuyên thể hiện sự quyết tâm trước cuộc đối đầu với đội Á Quân về League 2019. Sau phần khởi động, Liên bang Hà Nội chia đôi đội hình đá tập chiến thuật, Bùi Hoàng Việt Anh giữa là một trong những tân binh của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay, năm ngoái, anh cùng Lê Văn Xuân và Lê Xuân Tú được liên bang cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mượn để chinh chiến ở giải hạng nhất trong khi đó, quang hải cùng trần đình trọng ngồi ngoài đường biên theo dõi các đồng đội hậu vệ số 21 bình phục chấn thương gặp phải ở v league 2019, song huấn luyện nv chu đình nghiêm không muốn mạo hiểm sử dụng anh quá nhiều. quang hải nhận sự chăm sóc từ bác sĩ trong lúc theo dõi các đồng đội đá tập, khả năng ra sân của anh và đình trọng trong trận đấu với thành phố hồ chí minh vẫn còn bỏ ngỏ, vắng mặt đình trọng, nhiều khả năng bộ đôi nguyễn thành trung và đỗ duy mạnh sẽ được trọng dụng nơi tuyến phòng ngự. ngày 28 tháng 2. Liên bang Hà Nội sẽ lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 trên sân không khán giả do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Toàn đội sẽ có một buổi tập làm quen sân thống nhất để sẵn sàng cho chuyến làm khách này, chia sẻ với truyền thông sau buổi tập. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cảm thấy tiếc nuối khi không có sự góp mặt của các cổ động viên trên sân, tuy nhiên, anh khẳng định toàn đội sẽ cố gắng hết sức để mang về danh hiệu đầu tiên cho người hâm mộ thủ đô hy vọng quý vị cho một lượt thích để ủng hộ tôi mới đi học đọc về xong trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại